Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại kênh của mình. Cuối cùng thì sau khoảng một tháng chờ đợi, chúng ta cũng đã được chiêm ngưỡng cháp mới của Murata rồi. Một cháp truyện thật hoành tráng và cũng khá nhiều điều bất ngờ nhỉ, như sức mạnh của Genos được nâng cấp và Tatsumaki vượt xa những gì chúng ta dự đoán đúng không? Và thú vị hơn nữa là Saitama lại tiếp tục có một màn tấu hài cùng với bộ hai danh hài của mình. Chúng ta hãy cùng xem nhanh và phân tích cháp mới 178 này có gì thú vị và xứng đáng cho người xem chúng ta chờ đợi không nhé. Khởi đầu với cảnh tấu hài của bộ ba danh hài Saitama, Manako và Flashy Flash. Bây giờ thì mình sẽ đi ngược một chút xíu khi mà chúng ta hãy cùng nói về bộ ba tấu hài và trạng thái mới của Saitama trước nhé. Ở trên mặt đất thì đánh nhau chí chóe, trong khi đó thì trong lòng đất, một thanh niên tóc dài như con gái thì bị chôn dưới đất như Tôn Ngộ Không bị chôn trong núi. Bên cạnh là sư phụ Saitama, cứ như Đường Tăng đang giải cứu học trò của mình vậy. Còn Manako thì khá dễ thương khi cũng chịu giúp đỡ giải thoát cho Flashy Flash, hoặc là Manako có thể ăn đấm nếu không giúp, tội nghiệp cho cô bé nhỉ. Tất nhiên, cả một ngày chui dưới hang ổ của Hiệp hội Quái vật cũng khiến cho một người bình thường như Saitama phải đói bụng, và anh cũng đã học được bí kíp chống đói của Manako là buộc bụng lại cho bớt đói ngay. Và theo như cậu nói, thì đó có thể là trạng thái mới của Saitama, trạng thái chống đói, và có thể coi trạng thái đó chính là hình dạng cuối cùng của Saitama. Như Goku thì đây là trạng thái mạnh nhất của cậu, Luffy thì đây là trạng thái mạnh nhất của cậu, còn Saitama thì đây chính là trạng thái mạnh nhất của cậu. Đúng thật, không uổng công học trò chạy chụa chống lại quái vật, còn thầy thì cứ vô tư nghĩ xem mình nên ăn món gì. Genos thật hạnh phúc khi có một ông thầy như thế này mà. Cảnh tượng hoành tráng. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói đến với ý chính đây. Nếu như các bạn chưa xem qua cháp thì đừng nhầm, cảnh tấu hài của Saitama không phải là ý chính trong cháp này đâu, mà Psychos và Tatsumaki mới là vấn đề chính đầy thú vị trong cháp mới này đấy. Ban đầu thì ai cũng nghĩ, thôi kèo này tiêu rồi, chúng ta sắp được thấy Tatsumaki khỏa thân, khi mà sức mạnh Psychos thể hiện khá là mạnh khi cắt cả một mảng trái đất lên. Tuy nhiên, chúng ta đã nhầm khi coi thường Loli. Psychos sau khi nhận được sức mạnh mới thì khá là ảo tưởng và thích thể hiện sức mạnh mới của mình. Những gì ban đầu cô làm như là nâng bề mặt trái đất lên thì chỉ là để thể hiện mà thôi, chứ sau cháp 178 này thì cô mới thực sự đánh nhau. Bên cạnh sức mạnh tâm linh thì Psychos còn kết hợp luôn với các đầu vòi rồng của Orochi để bắn ra các tia năng lượng hủy diệt, một sự kết hợp hoàn hảo. Đồng thời, mảng lục địa rơi xuống khiến sóng thần xảy ra trên diện rộng, và Tatsumaki cũng không kém cạnh gì khi nâng toàn bộ đất đá xung quanh để ngăn chặn cơn sóng thần đó. Và có vẻ như trận chiến này hoành tráng tới nỗi cả bầu trời thay đổi, trông cứ như ngày tận thế. Thực sự, đây là một trận chiến quá mãn nhãn, và nó sẽ còn sướng hơn khi chúng ta được chiêm ngưỡng trận chiến này qua anime One Punch Man phần 3 đấy. Tatsumaki dễ dàng ngang cờ với Psychos. Trận chiến hoành tráng là như thế, và Psychos đã thực sự tạo ra hỗn loạn. Tuy nhiên, Tatsumaki lại có phần ngang bằng về sức mạnh, và nhỉnh hơn về trí tuệ và phong cách chiến đấu. Cô biết xem xét tình hình và tìm ra điểm yếu của đối thủ, chứ không phải cứ bay vòng vòng và chưởng các quả cầu năng lượng tứ tung. Tatsumaki đã đột nhập vào cơ thể nóng bỏng của Psychos, mặc cho bao quanh của Psychos là kết giới năng lượng bảo vệ. Nhưng cũng có kẻ hở, và Tatsumaki đã dễ dàng lợi dụng phía bên dưới của rễ thịt hút năng lượng của Psychos để chui vào cơ thể nóng bỏng của ả. Và bất ngờ, kể cả khổng lồ như vậy, thì Psychos vẫn bị Tatsumaki xiết nát bét theo đúng nghĩa đen mà không tốn quá nhiều sức lực. Một cô gái bé nhỏ chiến đấu với một thực thể khổng lồ được kết hợp bởi vua quái vật và được ban sức mạnh bởi God, thì quả thật Tatsumaki không hổ danh là anh hùng cấp S hạng 2. Psychos tiến hóa. Đúng thật là ban đầu chúng ta có thể thấy Tatsumaki có phần ngang cơ hay thậm chí là nhỉnh hơn so với Psychos. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là cái kết cho Psychos.
Chỉ một chút lơ là mà Tatsumaki đã bị lật kèo và người xem chúng ta được chứng kiến một Orochi Psycott tiến hóa mạnh hơn ban đầu nữa. Khi này thì Psycott có vẻ nổi điên khi mà cô đã để lộ cơ thể thật của mình bên trong cái kén của thực thể khổng lồ này. Và bây giờ thì chúng ta được chiêm ngưỡng Tatsumaki khỏa thân chưa? Vẫn chưa khi chúng ta đã được Genos phá đám. Genos đã giải cứu Tatsumaki một vài ngàn cân treo sợi tóc. Và rồi Genos cùng với Tatsumaki chuẩn bị phải đối đầu với một kẻ tự xưng là hình dạng tiến hóa cuối cùng của nhân loại. Genos quá mạnh. Quả thật lần này thì Genos quá mạnh. Ít nhất chúng ta không còn thấy anh ăn hành rồi đòi tự hủy nữa. Genos lao lên với hình thù của một con rồng xanh làm bằng năng lượng và giải cứu Tatsumaki cũng như phá đám người xem để không được chứng kiến cảnh tượng Loli tan tành quần áo. Lần nâng cấp mới này của Genos đã khiến anh vượt xa sức mạnh ban đầu và đủ sức để cầm chân Psycott cho đến khi Saitama đến. Thật sự, Genos đã sẵn sàng làm hết mình để cầu giờ cho thầy của mình, trong khi đó thì thầy của cậu đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Tuy mình nói Genos mạnh như vậy thôi, chứ cậu cũng chỉ trụ được vài giây khi sử dụng toàn bộ hỏa lực như thế. Vì theo như những gì tiến sĩ nói với cậu, thì cậu chỉ có thể trụ được 10 giây mà thôi. Tuy 10 giây đó không đủ để hạ gục được Psycott đâu, nhưng ít nhất cậu cũng làm chậm ả lại được một chút xíu. Cậu vẫn cần có thêm nhiều sự giúp đỡ từ các anh hùng khác nữa. Psycott sẽ bị đánh bại bởi Hiệp hội Anh hùng. Và theo như dự đoán của mình thì Psycott sẽ bị đánh bại và có thể là không phải từ Saitama mà là từ Hiệp hội Anh hùng. Chúng ta có thể thấy Tatsumaki đã kéo mọi người lên gần như thành công, như kéo được Bang, Bomb và Fubuki, Samurai Nguyên Tử và bà mẹ ngục tù. Thật tệ là Samurai Nguyên Tử đã phải chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên suốt phần đời còn lại của ông rồi. Và ngoài ra chúng ta còn có thể thấy Đồng Đế, Thần Ăn và Hợp Kim Đen Bóng. Hầu hết các anh hùng cấp S và cấp A trong hiệp hội, chỉ ngoại trừ Flashy Flash và Zombie Man mà thôi, vì cả hai đều đã bị làm rớt thiết bị định vị của mình. Thật tội nghiệp cho hai anh hùng cấp S còn sót lại. Và chắc chắn, điều này sẽ dẫn đến một trận chiến hoành tráng nhất trong One Punch Man cho tới thời điểm hiện tại. Nó cũng sẽ là một tình huống bắt cầu cho trận đại chiến của hiệp hội với Garu Hóa Quỷ. Và có thể, mọi chuyện vẫn sẽ đúng theo bản truyện gốc của One, khi mà Saitama chỉ xuất hiện để hạ gục Garu Hóa Quỷ mà thôi, chứ hiện tại anh vẫn còn bị kẹt và phải bận tấu hài với các danh hài khác rồi. Và anh cũng đang bận xem thử tối nay ăn gì rồi, nên anh sẽ không tham gia giao chiến bây giờ đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.